chấp ngân thù. Kính thưa các quý khán thính giả của Vision, hôm nay chúng tôi lại trở lại gặp lại bác Trần Nhật Quang. Chào chào bác. Chào cháu. Thưa bác, ban biên tập Vision chúng cháu thường xuyên theo dõi trang Facebook cá nhân của nhà bác, và chúng cháu để ý thấy rằng có một nickname là Nê Thăng Long, tức biệt danh là Nin Cô Nê, thường xuyên đăng bài trên tường nhà của bác, nhưng không thấy bác trả lời. Ông Nê Thăng Long có những câu hỏi mà gửi tới bác Quang, và sau đây cháu xin thay mặt Nê Thăng Long gửi câu hỏi đấy cho bác Quang, và mời bác trả lời trên màn ảnh của Vietvision. Thưa bác, ông Nê Thăng Long nói rằng nhiều lần, nói rất là nhiều lần rằng vấn đề là nước ta cần phải có hiến pháp tam quyền phân lập để có thể bầu cử tổng thống tự do. Bác có đồng ý với ý kiến này của Nê Thăng Long không? Mà không thấy bác trả lời. Đúng như cháu nói, anh Lê Thăng Long, tức Lin Côn Lê, anh thường xuyên đăng bài lên trang Trần Nhật Quang của bác. Và rất nhiều bài của anh ấy đều nhắc lại một cái nguyện vọng của anh ấy là anh ấy sẽ đấu tranh để nước ta có hiến pháp tam quyền phân lập để có bầu cử tổng thống tự do. Đấy, thì cái nguyên văn ấy, cái câu nói của anh Lê Thăng Long mà anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong những cái status nó là như vậy. Thế nhưng ấy, bác không trả lời, cũng không riêng cháu đâu, cũng nhiều Facebooker cũng inbox đến bác. Đấy, tức là gửi tin nhắn Facebook đến bác là hỏi là ấy, tại sao ấy, là những cái status của Lin Cô Lê thì không thấy bác phản biện hay ủng hộ, tại sao bác hoàn toàn im lặng. Đấy, thế thì bác im lặng ấy trước hết ấy, là bởi vì những cái điều anh Lê Thăng Long nói là nó không có thật cháu ạ, tức là nó không đúng với sự thật. Đấy, cho nên ấy, nó không đúng với sự thật ấy, thì cứ để anh ấy nói, nó sẽ thành vô hạn. Đấy, rồi cái thứ hai ấy, là giữa bác với lại anh Lê Thăng Long ấy, cũng có một chút cái tình người. Đấy, anh thì bác cũng về riêng về tình người ấy, thì bác cũng rất là quý anh Lê Thăng Long, bởi vì anh Lê Thăng Long ấy, anh rất tôn trọng người đối diện, người đối thoại. Đấy, bác đã tiếp xúc với anh rồi, anh rất tôn trọng người đối thoại, và anh rất niềm nở, và anh rất là vui vẻ nhã nhặn. Đấy, chính cái đó làm cho bác ấy thấy là giữa bác với anh ấy có một cái mối dây gì đó giống như là cái tình người, cho nên bác cũng im lặng, thì bác cũng không muốn phản biện anh ấy. Đấy, thế tuy nhiên bác thấy là ấy, bạn bè Facebook hỏi, nhắn tin hỏi nhiều quá, cũng như bây giờ cháu lại hỏi nữa, thì thôi nhân tiện đây thì bác cũng trả lời luôn. Thì bác nghĩ rằng ấy, bây giờ bác trả lời anh Long anh ấy cũng không giận, vì tự do ngôn luận mà, tự do chính kiến mà. Đấy, thế thì bác nói với cháu thì cũng như là bác nói với anh Lê Thăng Long. Đấy, bạn Long ạ, bạn nói rằng ấy là bạn muốn đấu tranh để Việt Nam, nước ta sớm có hiến pháp tam quyền phân lập, để cái chữ để này rất quan trọng nhé. Đấy, hiến pháp tam quyền phân lập để có bầu cử tổng thống tự do. Thế thì bạn Long ạ,
bạn hãy suy nghĩ lại. Bởi vì sao? Cháu ạ, có cái xã hội quân chủ lập hiến, cháu ạ, tức là cái xã hội phong kiến ấy, quân chủ lập hiến, tức là nhà vua và triều đình sẽ lập ra cái giống như là hiến pháp ấy, tương tự hiến pháp ấy. Chẳng hạn như là ấy, có ở nước ta ngày xưa có những cái bộ luật ấy, gọi là bộ luật Hồng Đức gì đấy, cháu ạ, đúng đấy. Thế thì các cái trong cái xã hội phong kiến ấy, các cái triều đại phong kiến ấy, họ cũng có những cái bộ luật tuy không gọi là hiến pháp nhưng nó cũng tương tự như là hiến pháp, cho nên người ta mới gọi là nền quân chủ lập hiến. Đấy, hiến đây là hiến pháp cho ạ. Và trái với cái nền quân chủ lập hiến ấy, là nền cộng hòa cho ạ. Đấy, nền cộng hòa ấy là cái nền chính trị mà không phải là cha truyền con nối, mà là cái chế độ bầu cử lên những cái người lãnh đạo đất nước, những cái người lãnh đạo đất nước được bầu cử chứ không phải là truyền ngôi như chế độ quân chủ. Thế thì ngày nay ý, là gần như cả thế giới đều là nền cộng hòa, còn nền quân chủ nó chỉ là hình thức thôi. Đấy, nó chỉ là biểu tượng đấy cháu ạ. Ví dụ như nước Nhật chẳng hạn, vẫn là Vương quốc Nhật chứ không phải là nước Cộng hòa Nhật, cháu có thấy nói bao giờ không? Đấy, bởi vì họ vẫn có vua. Nhưng bản chất cái chế độ chính trị của nước Nhật thì lại là nền cộng hòa, bởi vì nó cũng có dân bầu cháu ạ. Đấy, bầu lên quốc hội, cũng có chính phủ, rồi cũng có tòa án. Đấy, hoặc là ấy, Vương quốc Campuchia, Vương quốc Thái Lan, Vương quốc Anh, vân vân cháu ạ, cả Vương quốc Tây Ban Nha. Đấy cháu ạ. Đấy, thế thì bây giờ nhá, trên toàn thế giới này theo bác nghĩ là không còn một cái nhà nước nào là nhà nước quân chủ phong kiến nữa, mà tất cả đều là nền cộng hòa rồi cháu ạ. Đấy, thế thì cái đặc thù của nền cộng hòa ấy, là nó đều tam quyền phân lập cháu ạ. Chứ đã là nền cộng hòa ấy, thì chẳng có cái nền cộng hòa nào mà lại không tam quyền phân lập cả. Vậy xin bác giải thích thêm về cái tam quyền phân lập được không ạ? À, tam quyền phân lập là thế này cháu nhá. Tức là ấy, cháu vẫn thấy nói là nhà nước ấy, đúng không? Nhiều người cứ lẫn lộn là nhà nước này, rồi là chính phủ này, đấy, hay chính quyền này. Đấy. Thế thì nhà nước ấy, có ba nhánh chính quyền. Cháu nên chú ý nhé, chữ nhà nước và cái chữ chính quyền nhé, là bác dùng ấy, là nó logic ấy. Đấy, nó có một cái trình tự logic. Nhà nước cộng hòa có ba nhánh chính quyền cháu ạ. Thì ba nhánh chính quyền ấy là quốc hội, chính phủ và hệ thống tòa án. Thế thì cái nhánh chính quyền thứ nhất ấy, là quốc hội, thì người ta gọi là nhánh chính quyền lập pháp. Lập pháp tức là lập ra hiến pháp và luật pháp. Đấy. Cái nhánh chính quyền thứ hai là chính phủ cho. Thì cái nhánh chính quyền thứ hai là chính phủ ấy là nhánh hành pháp, tức là điều hành đất nước theo pháp luật thì gọi là hành pháp cho, gọi tắt là hành pháp, điều hành đất nước theo pháp luật. Chứ quốc hội người ta không điều hành đất nước cho ạ. Người ta chỉ ra luật pháp thôi, ra luật thôi. Đấy. Còn ấy, có luật rồi ấy, thì
giao luật đấy cho chính phủ điều hành đất nước thì gọi là hành pháp, tức là điều hành theo luật pháp, đấy là chính phủ. Và cái nhánh chính quyền thứ ba là hệ thống tòa án, là xét xử. Xét xử cho ấy, các cái hiện tượng, các cái sự việc nó có đúng pháp luật hay không đấy, thì người ta gọi là tư pháp. Thế thì nói nhanh, nó ngắn gọn lại là cái gì? Cái nền Cộng hòa có ba nhánh chính quyền, thì nhà nước Cộng hòa có ba nhánh chính quyền, đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hay nói cách khác là có quốc hội, chính phủ và tòa án. Thì vậy thì nước nào mà chả có tam quyền phân lập? Tam quyền phân lập ở đây, cái phân lập có nghĩa là thế này, có nghĩa là ba cái nhánh chính quyền ấy họ hoạt động theo chức năng riêng biệt, không chồng chéo lên nhau, đó thì gọi là nó phân lập ra. Phân lập ở đây là phân lập chức năng nhiệm vụ của ba cái tổ chức nhánh chính quyền ấy. Thì ví dụ đấy, thì như bác đã nói rồi, quốc hội ông chỉ có là soạn thảo rồi thì là phê chuẩn rồi ra nghị quyết để thông qua các cái bộ luật thôi đấy, mà hiến pháp là cái bộ luật cơ bản đấy. Thế còn ấy, ông có điều hành không? Ông làm sao ông điều bộ này phải làm cái này, bộ kia phải làm cái kia, đúng không cháu? Đấy, thế thì còn chính phủ ấy, chính phủ ấy là ông chỉ có dựa theo hệ thống luật pháp mà ông điều hành đất nước, ông điều hành y tế này, ông điều hành giao thông vận tải, ông điều hành giáo dục đấy, rồi là vân vân cháu đấy. Chứ quốc hội có điều hành đâu, đúng không? Thế và chính phủ mình ý, chính phủ mình cũng có ra luật đâu cháu ạ, mà chính phủ mình chỉ căn cứ vào luật của quốc hội mà chính phủ cụ thể hóa nó thành nghị định, thành thông tư, nghị định của chính phủ hay là thông tư của các bộ đấy. Chứ có chính phủ mình có làm thay quốc hội đâu, đúng không? Thế tòa án thế, tòa án người ta chỉ xét xử các vụ án, chứ người ta có điều hành bộ trưởng giao thông ông phải như thế này, ông phải như kia đâu, đúng không cháu? Vì vậy những cái kẻ mà nó xuyên tạc rằng ấy là Việt Nam không có tam quyền phân lập thì cái thứ nhất là nó chả hiểu gì, đúng không? Cái thứ hai ấy, là ấy, nó hiểu thì nó cố tình xuyên tạc, đúng không cháu? Thế vì vậy là anh Lê Thăng Long ấy, anh nói là Việt Nam cần có hiến pháp tam quyền phân lập, nói thế là sai, đúng không? Đấy, có chăng là thế này, ở các cái nước đa đảng ấy cháu ạ, thì cái đảng này ấy, nó có thể nó nắm số đông ở trong quốc hội, trong khi tổng thống và chính phủ thì lại là một cái đảng khác cầm quyền, cho nên nó cứ xảy ra là cái đảng này với cái đảng kia nó luôn luôn là nó kìm hãm nhau, cháu ạ. Thì quốc hội là nó luôn luôn nó kìm hãm chính phủ, nó luôn luôn nó phủ quyết nhiều cái quyết sách của chính phủ. Mà Mỹ đây là một ví dụ, cháu biết cái liền xiềng giữa chính phủ của tổng thống Barack Obama với lại quốc hội mà đảng Cộng hòa nắm đa số đấy. Thế thì tùy hiến pháp của từng nước, thì anh Lê Thanh Long anh ấy nói rằng ấy là có hiến pháp tam quyền phân lập để bầu cử tổng thống. Cái để đấy là sao cháu ạ? Cái chế độ tổng thống ấy nó bầu cử như thế nào thì do hiến pháp cái nước ấy quy định, chứ không phải là cứ có hiến pháp tam quyền phân lập thì mới bầu cử tổng thống theo kiểu này kiểu kia được cháu ạ. Thế thì bác nói nhá, hiện nay là ấy, có hai kiểu bầu cử tổng thống. Một, người ta gọi là phổ thông đầu phiếu, tức là toàn dân đi bầu cháu ạ.
có những nước ấy, là toàn dân trực tiếp bầu tổng thống, mà nước Mỹ thì đông dân quá thì là người dân, người công dân ấy, bỏ phiếu bầu đại cử tri. Đại cử tri, đại ở đây không phải là to đâu nữa, đại ở đây là thay mình, đại ở đây cũng là đại diện, cháu là đại biểu đấy. Nhiều người chưa hiểu đó, cứ tưởng là bầu cái đại là to, không phải. Các cử tri, nhiều cử tri nhỏ sẽ bầu ra một người đại diện cho mình để đi bầu tổng thống thì gọi là đại cử tri, tức là đại biểu cử tri đấy, cháu ạ. Đấy thì tuy nhiên ấy, nó vẫn là gì, nó vẫn gốc của nó vẫn là phổ thông bỏ phiếu, vẫn là người dân bỏ phiếu, đúng không cháu? Đấy thì đấy là một kiểu, đúng không, cái hiến pháp của nước Mỹ nó quy định như vậy, trong khi hiến pháp nhiều nước khác nó không quy định như vậy, mà nó lại quy định ấy là quốc hội bầu tổng thống, cháu ạ. Ví dụ như nước Đức ấy, Cộng hòa Liên bang Đức ấy, cách đây vài năm là họ mới bầu lại tổng thống Đức, chứ có phải là toàn dân đi bầu đâu, cháu ạ. Vì vậy anh Lê Thăng Long anh ấy cứ đòi hỏi rằng nước ta phải phổ thông đầu, anh không nói như thế nhưng ý của anh chính là như vậy, tức là đòi phải có hiến pháp tam quyền pháp luật, cái đấy là đã là sai rồi, bởi vì đang có rồi, đúng không? Đấy. Mà lại có hiến pháp tam quyền pháp luật thì mới bầu cử được tổng thống là sao, đúng không cháu? Hiến pháp sẽ quy định là bầu cử tổng thống theo kiểu gì, phổ thông bỏ phiếu hay là nghị trường, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên ấy là tất cả những cái điều anh Lê Thăng Long nói là sai. Đấy, và nhân đây cũng để nói cho anh Long cũng như là mọi người biết là tùy hiến pháp của từng nước mà cái chế độ bầu cử tổng thống nó khác nhau, hoặc là phổ thông bỏ phiếu tức là người dân trực tiếp bỏ phiếu, hoặc là ấy, quốc hội đại diện cử tri, bởi vì cử tri đã bầu cử đến các nghị sĩ mà, thì quốc hội sẽ bầu tổng thống. Đấy, thế thì hai cái kiểu hiến pháp ấy, hai cái kiểu bầu tổng thống ấy, nó cũng có những cái ưu nhược điểm khác nhau, cháu ạ. Đấy, ví dụ quốc hội mà bầu tổng thống ấy, thì đương nhiên cái số đông cái đảng ở trong quốc hội nó sẽ bầu lên cái ông tổng thống đại diện cho cái đảng đa số trong quốc hội, thì sau này cái ông tổng thống rất dễ làm việc với quốc hội, đúng không cháu? Đấy. Còn ấy, nếu mà phổ thông đầu phiếu thì sẽ dẫn đến nguy cơ là tổng thống sẽ đối lập với quốc hội, quốc hội sẽ luôn phá tối tổng thống, đúng không cháu? Kể cả những quyết sách tốt cho đất nước, cho nhân dân, thì cái bọn đảng đối lập nằm trong quốc hội kia nó cũng phải đi cho bằng được, nó sẽ phủ quyết cho bằng được. Đấy là cái mặt xấu xa bẩn thỉu của đa đảng, cháu ạ. Mọi người cứ thấy chỉ có cái mặt tốt của đa đảng là cái gì, nó kìm hãm nhau thì không tham nhũng được, không tiêu cực được, nhưng ngược lại cái mặt kia thì họ có chịu thấy đâu. Cái xấu xa bẩn thỉu của đa đảng là nó còn phá thối chính sách của nhau, nó phủ quyết những chính sách của nhau, kể cả những chính sách rất có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân, mát mặt cho cái đảng cầm quyền. Đấy. Cháu xin cảm ơn bác Quang đã trả lời câu hỏi của Việt Vision, và cháu cũng hy vọng nếu mà ông Lê Thăng Long có điều kiện có thể ngồi cùng với bác Quang Nhật Trần và cùng trao đổi và tranh luận vấn đề chính trị xã hội. Sau đây chúng tôi xin chào và tạm biệt quý khán thính giả của Việt Vision. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau, trong lòng